đi sang đây. Bây giờ Linh với lại nhóm bạn của Linh đang ở làng bè Long Sơn, phải không? Đúng rồi, làng bè Long Sơn. Cũng gần gần đâu Vũng Tàu nên cũng biết nữa. Thì bây giờ đang gửi xe, gần lát nữa phải đi phà, đi ghe đi phà vậy đó, đi qua coi cái đảo đó, đi coi hải sản. Đi coi chứ không phải đi ăn. Đó, đây là bạn của Linh, là chỉ đi một nhóm người 5-6 người. Đó, Sophia. Thế con chào cô chú. Con chào cô chú, miễn chu. Đây, đó là người mẫu á. Mẫu chuyên ngắn. Ở đây nè các bạn ơi, quá trời khô luôn. Hay người ta phơi khô tại chỗ luôn nè. Trời ơi. Hè khô nè, giác cá khô cá đù quá. Đây, cái này giờ bây giờ là đi bộ đi vô phà nè. Đó, cũng đông ghê luôn, nay chủ nhật rất là đông. Đây, người đẹp. Trời ơi, lát nữa tha hồ mua đồ về chết ơi. Mê quá. Ồ, khô mực nè. Khô mực nè các bạn ơi. Khô này là có tẩm gia vị sẵn rồi nè. Lát nữa em hoành ra mua. Wow, quá trời khô luôn. Giờ đi lên phà nắm tay Sophia cẩn thận giùm Linh nha, để nó té lọt không biết lội à. Bây giờ mình xuống đây luôn. Wow. Đây. Trời ơi, trời ơi, nó phập phền nè. Này là đi lên ghe nè, lên phà. Nhúng đã ha. Trời ơi. Nhúng đã ha. Cái ghê hết bào kìa. Anh nói nhúng đã. Ủa đây. Thành đã quỷ đến cho mình sống. À chấm hết cho mình. Đây nó không. Đây lên ghe các bạn ơi. Có chỗ ngồi không? Đây ngồi đuổi lên nè. Đây Sophia đây nè. Đó, quá trời cái bè luôn nè. Là cái ở ngoài đó là dạng như là nhà hàng nữa, hải sản nữa. Đi à? Nhóc, cái bàn đi coi hải sản nha. Thì ở đây cũng là lần đầu tiên Linh tới đây luôn các bạn ơi. Thằng bè Long Sơn. Đây nhờ hai người bạn dẫn đi cho mới biết ở đây. Chứ nào vậy là cũng chưa tới đây lần nào hết trơn á. Mình ăn gì mình. Cái này là cá nè, không? Nhóc đâu? Ủa con cá nè. Đủ ở đây đủ thứ đó. Hào, cá, tôm. Cá này cá gì to dữ vậy? Cá gì vậy anh? Thôi cá bóp. Trời ơi, cái đầu nó to dễ sợ luôn. Thấy không, cá bóp. Cá bóp. Đây thì trong đây là nó có từng cái chòi, cái bàn nè. Cho mình vô mình ngồi mình ăn. Mình đi ra mình lựa hải sản, muốn gì cũng có, hào. Sophia, có bạn chơi đó. Đây, cả gia đình. Sophia nè. Con cảnh đẹp lắm các bạn ơi. Thì bây giờ mình đi lựa. Bây giờ là sẽ đi lựa tôm, lựa cua. Đi lựa tôm cua, trời ơi, nhìn nó ngon. Trời ơi, bạn thôi nè, kêu nè. Quá trời luôn. Nhìn thấy mê không? Giờ đi coi cá chẽm nè. Cậu ba ơi, lên con đi giùm con đi. Lên con
Ôi cá này, cá chẽm này các bạn ơi. Ui ui nó giăng giăng quá trời luôn đó. Anh vớt cá chẽm đó. Wow, đây nè, đây nè, đây nè. Ôi giăng đầy mặt đầy đầu luôn. Cá chẽm, cá chẽm. Đây, cái này là cua. Careful darling. Đi coi anh nè. Này là cua nè. Này là giống cua Cà Mau. Cua này cua Long Sơn. Cua Long Sơn, chứ mấy cua Cà Mau. À. Cua Long Sơn cái dây nó nhỏ. Sophie, Sophie. Thử cái gì một con. Ghẹ với là tôm tích nè. Đâu cái hồ bên đó là ghẹ, còn này là tôm tích nè. Trời ơi. Cái này làm nó lấy tôm tích luôn á. Này hơi nhỏ nè anh hả? Mình thấy nó bự quá không? Nhỏ, nhỏ. Bữa hiền ăn bự lắm. Ờ các bạn thấy con tôm tích không? Đó. Chưa xin xin phép. Ngồi đây con căng cơ. Wow. Vậy mình có ăn tôm tích không ạ? À? Không biết chờ đó, không biết. Ờ, nhìn nó cũng lớn, mê ghê không? Lấy nhiêu anh muốn lấy nhiêu mình lấy đi. Nhiêu ký tôm tích? 1.650.000. 1.650.000 ký tôm tích nha các bạn. Đó. Tôm tích. Đây nhà bếp nè các bạn ơi. Trời ơi đông nghẹt luôn. Nhà bếp là nấu nướng tấp nập luôn nè. Đây là hàu nướng phô mai. Rồi hàu nướng mỡ hành cái phô mai dễ thế, màu bỏ miếng phô mai lên rồi bỏ vô lò nướng. Cho chị chén em ơi, cho chị chén nước sốt. Cốc ổi miếng ghim nè. Giờ hạt cái răng ăn không được cũng ngậm nữa. Quặm quặm. Vui quá. Vui quá các bạn ơi. Đây, cảm ơn anh trai rất nhiều luôn. Hôm nay là chỉ cho em được cái địa điểm này rất là vui luôn. Lần đầu tiên tới đây. Vậy là sao? Hả? Em có về em chở chị đi đây không? Ai Linh hả? Ừ. Là lần sau về có đi đây nữa không? Đi chỗ khác. Rồi ở đây có dĩa mực nướng muối ớt nè. Đó. Rồi vô mời các bạn cùng ăn với cả gia đình Linh nha. Đây mực nướng muối ớt nè các bạn ơi. Nhìn rất là ngon luôn, mực tươi ha. Ăn đi con ha, ăn đi con. Con để đến tự gắp được, gắp tới. Ủa em ơi. Ngon quá, mực ngon quá. Nướng ngon. Hào nướng mỡ hành. Nhìn rất là ngon. Rồi cái này là cua rang me. Đó, món ăn ra tới rồi. Tôm tính. Tôm tính rang tỏi. Nhanh quá ha. Ta làm nhanh ghê chứ. Đồng ý quá trời dữ. Đồng lắm. Quá trời. Đó, hải sản không luôn. Đó. Giờ live stream nha. Rồi cho cái dĩa cơm. Sophia ăn tới chiều chưa hết dĩa cơm. Đặc sản. Đặc sản Long Sơn. Ảnh cũng chịu live stream dữ ha. Là cá chẽm. Hay là cá chẽm nha các bạn. Cá chẽm. Cá chẽm nướng muối ớt chắc. Hay là nướng sa tế gì không? Nướng muối ớt. Có thịt không luôn. Rồi còn nửa con là sẽ nấu lẩu. Lẩu măng. Kêu cái lần đó liền. Rồi ăn hải sản không luôn. Sophia thì chỉ ăn với cơm thôi, Sophia không ăn mấy kia. Không ăn hải sản. Thích ăn cơm. Đây nè, các bạn xem nhìn con cua nè, đặc không luôn. Ta chà, người ta chà rửa sạch sẽ không? Trứng không ở trong đây luôn. Dở mu ra là. Cái mu trong đây, cái mu này là đặc không trong đây nè. Mu Việt Nam à. Mu Úc sao bằng. Thanh neo, thanh neo. Cheese. Sophie, Sophie. Sophie, how are you? How are you? Cheese, cheese, cheese. Lần đầu tiên cầm cua. Quá xanh. Quá xanh vô nấu nè. Cái bển đưa con tôm hùm nó chạy làng, nó không dám cầm. Đưa ba đưa con cua cầm. Đây là cái mu này là gạch không nè các bạn ơi. Sạch ghê không? Người ta chà rửa cái mu sạch sẽ luôn.
Con đang chửi. Đặt không luôn. Ừ. Mà ngon thì mấy ông tua này ngon mà chơi. Dạt không mà mấy ông chạy. Nước còn ngắm tua này nước kia. Dạt cứng luôn á. Em mua này rất nhiều. Nãy giờ ngộ hai lên nói cái mu này của con cô mà ai ngồi cười kỳ kìa vậy, cười hết hết cười hoài. Ăn cái này nó như là trứng muối luôn, cứng á, nhặt á. Cua này đúng là ngon luôn á các bạn ơi. Nãy này nó nhiêu ký? Cua hả? Cua là nãy 1.000.000 ký? 1.600.000. 1.600.000 là nãy tôm hùm. Như là cua 750 gì? Cua 750 ký. Nè, tôm tích bự ghê không? Hơn gan tay của Linh luôn á. Từ nhớ một con. Này nó chưa cắt ra luôn á. À, nó cắt cái mình ra. Đưa lấy cái cỏ. Này nó cắt cái mình ra. Nó dọc á. Gan muối. Gan muối đang cháy tỏi. Ngon. Ồ, thịt không luôn. Nó đã. Sophia không tâm nè. Đó, Sophia lần đầu cũng tới đây luôn, trải nghiệm rất là nhiều thứ luôn. Hâu này hét. Cái hâu này đi. Đó, phải chưa? Tóc nó không vàng mà là em. Em nó tóc vàng lắm. Tự ra hé. Nó no lắm rồi, nó chết rồi. Mẹ. Mẹ ăn mạnh vô. Chết viên nang gì cần thịt. Chút nữa ăn để vật kia bên. Đây nè, mời các bạn một và miếng cá tôm tích. Há miệng ra. Há miệng ra mà lên nha. Cái đầu này trong đây nó có gì nè? Không, cái lẩu có gì? Không có gì hết hả? Nó cũng có chút xíu thịt nè. Không có gì. Nhiều người ta vô cái bè này nhiều quá ha. Bè này chơi bè. Tại gần chắc ta táp vô luôn. Ăn nhịn bệnh ăn cho ngon. Tinh ăn không có ngon, người ta không hứng thú xem. Cái miệng ăn dính ăn. Bảnh lên cắn bự. Thấy vậy thôi, chị em ăn yếu lắm. Chị dưới đây nè. Chị kia ngồi im nãy giờ á. Thấy không, đi xe nó nói liền, nó liền à. Mà vô ăn đâu nói đâu, con nãy khôn. Im thôi. Ai cũng làm gì làm. Giờ ăn mà. Thịt xong rồi các bạn ơi. Năm nay lại nhớ nhà. Tết năm nay coi mấy bà này mới đăng hình thôi cũng nhớ khóc. Năm rồi nha Hường khóc. Mấy năm trước không khóc. Mà năm rồi tại vì làm YouTube cái kết bạn đồ nhiều quá, cái thấy người ta đăng hình buồn. Bển đâu có Tết. Khóc. Bển đâu có Tết. Khóc luôn, gặp chồng Tết năm nào chồng cũng đi làm. Năm nay ổng còn đi làm. Mà bển đâu có Tết đâu. Không. Buồn. Giờ bắt đầu tới cái lẩu cá chẽm phải không? Cá chẽm. Hồi nãy là nguyên con, bây giờ là còn nửa con này, nãy nửa con nướng, bây giờ nửa con ăn lẩu no nóc luôn. Giờ ăn ngon. Ăn chàng bán họng luôn. Thấy lạ mới lạ quá mà. Mày nói mày cho em mày.
mực nè, khô mực 320.000 ký hả? Dạ, không, nửa ký. 320.000 nửa ký. Dạ. Ngon lắm. Mực mềm, tươi ngon nè, dẻo nè. Đem về rồi ảnh tối buồn buồn nướng cái làm chai bia. Có luôn. Đó, khô cá đù rồi nữa. Có đồ ép chung không? Ừ. Rồi, bò sữa thẳng tiếng nha. Ăn uống no say rồi. Đi trao đảo luôn xỉn. Xỉn mồi, xỉn cua, xỉn hải sản. Trời ơi. Quá mát luôn. Mát thiệt chứ. Mở cửa là mát quá trời mát. Con xe bia nó bật cái máy lạnh lại rồi. Rồi thì bây giờ Linh đã tới bò sữa Long Thành rồi ha. À đây cái trạm này bán mít quá trời luôn. Đây là mít nè. Này là mít 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 ta mình đúng không? Rồi mít Thái là ở trên á. Cái này là mít ta. Nhìn vàng còn ngọt không tích. Ngọt. Này coi cái trái sầu riêng này nó to khủng không? Đó. Đây là mít tú nữ. Tú nữ quá ngon luôn. Quá trời. Không nghẹt luôn nè. Người không là người luôn. Bò sữa Long Thành. À coi kia là khô bò, khô nai rồi đó. Nem. Đây. Đây khô bò, khô nai rồi tùm lum tùm la hết. Khô bò thấy không? Mít chỗ này cũng ngon nè. Mít không? Ổi. Ổi đi toàn là ủa ổi quần hồng không ha. Ổi nè. Ổi ruột hồng không à? Dạ. Trời ơi. Dịch, dịch. Này hải sản nè. Cua. Đây có chợ ốc len nè. Rồi đi mua kem. Ice cream. Có sô-cô-la ở trên không? Last one. Linh nè phải không? Dạ con Linh. Bây giờ là ngồi chờ mua sữa, uống sữa, ăn kem. Ai muốn ăn kem thì ăn kem, ai muốn uống sữa, ăn sữa. Đây rất là đông luôn. Xe quá trời luôn. Không nghẹt à. Đó, hôm nay gia đình Linh. Đó, có sữa luôn. Sữa tươi nè. Sữa tươi nguyên chất 100%. Rồi, Yami ra đi. Sophie ăn kem. Rồi, giờ lên xe đi về thôi nha các bạn ơi. Chiều rồi. Kẹt xe. Sophie. Sophie đi chưa muốn về luôn á. Nay đi chơi vui, coi cá, coi tôm, coi đủ thứ hết trơn. Đó thì sáng giờ Linh đi làng bè Long Sơn rồi đi đi gì đó ghé bò sữa ăn uống rồi nói chung no nê, hôm nay là rất là vui luôn, được bạn dẫn đi vậy biết được thêm cái địa điểm đó rất là hay. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video từ sáng giờ nha. Bye bye, bye bye darling, tạm biệt.